Xin chào các bác, hôm nay em lại tiếp tục có bán cái phan trí. Phan trí lô này em về thân rất to các bác. Bản lá của nó chắc phải được 6-7 cm đấy, 5-6 cm đấy. Thân phủ hàng khủng luôn. Đây các bác, đo một số cái thân lá này. Hơn 5 cm các bác, 5 cm rưỡi. Lá to lắm. Đấy, cái lá to nhất em đo là được 5 cm. 4-5 cm. Đấy, cây rồng rất là khủng khiếp các bác. Cái này em bán là một. Đây có một thân tơ này, thân tơ đẹp này 5 triệu này. Đấy, còn thân đẹp nhất là thân mẹ con này là 6 triệu này. Đấy, thân đẹp nhất đấy. Mẹ con này là 6 triệu này. Đấy, phan trí sần các bác. Đấy, còn công nhận lá của nó sướng nhỉ, lá phan trí cây xem thân lá sướng thật đấy. Đấy là phan trí lá sần. Còn bên này, bên này là vàng tây linh. Đấy, cây rất to khỏe luôn. Vàng tây linh em bán một thân là 1,8 triệu các bạn. Đây, loại này dễ trồng dễ đẻ. Đây một chậu đẹp nó như này. Đấy, trông rất khủng khiếp luôn. Giá chỉ có 1,8 triệu thôi các bạn nhé. 1,8 triệu một thân vàng tây linh thôi. Đây vàng tây linh em về 2 chậu này. Đấy. 1,8 triệu một thân. Một mẹ một con là 2 triệu. Đấy, mẹ con là 2 triệu, mẹ con nhỏ là 2 triệu. Đây có một chậu trí sần mẹ con nhỏ này. Cây nó không được đẹp lắm. Cây này thì 4 triệu. Cái này làm giống thì ok các bạn. Tiếp theo là kiếm trắng tuyết ngọc. Em vẫn bán là 600 một thân và một mẹ một con là 700. Đấy, kiếm trắng tuyết ngọc. Hầu hết tất cả tuyết ngọc đều nó có bản lá khá là dài. Đấy. Hoa trắng đẹp. Đấy, trắng tuyết ngọc. Đây cũng là tuyết ngọc nó này. Đây cũng tuyết ngọc này. Em thì khá là ưng cái loại ở tuyết ngọc này. Cho nên là có rất nhiều luôn. À, hôm nay cái kiếm em nở rồi đây. Cái này là cái flat tong leng này. Đấy. Đấy. Mấy hôm nữa cái mũi này nó sẽ tím các bạn. Đấy, nó đột biến họng này. Đấy, họng nó sạch tinh luôn. Đấy, nó gọi là semi ngược hay người ta gọi là flat ấy. Cây này là 2 triệu rưỡi chỗ này. Chỗ này thì nỗi hai lá này. Có bác là lấy mẹ con này được, lấy mẹ con này em tính 1,5 triệu thôi. Đây. Lấy mẹ con của cái flat tong leng này lấy cho em lấy 1,5 triệu. Còn thân già mà nó xấu thì để em làm giống. Đấy, 1,5 triệu các bác nhé. Còn đây là thủy trơn cánh bầu. Thủy trơn cánh bầu em vẫn bán là cánh bầu lưỡi hồng em vẫn bán là 700 một thân. Đấy, hôm nay kiếm thì em về cũng khá khá các loại. À còn đây có một thân vàng tuyên quang một mẹ một con này. Bác nào lấy em bán 800. Đấy, mẹ con vàng tuyên quang 800 cho mẹ con này. Đấy, 800. Còn đùi gà thuần nguyên bản này. Đùi gà nguyên bản, đùi gà thuần thì em bán. Đùi gà thuần thì em bán 200 một chậu to tướng các bạn. Chậu bé xấu xấu thì em bán 100-150 thôi. Đây, chậu to nhiều thân như này em bán là 200 này. Đấy, cây ăn nắng và phát triển rất là khỏe. Về các bác chỉ việc treo lên thôi. Đấy, đùi gà thuần 200 một chậu. Cái nguyên bản này thì 300 này. Nguyên bản này trong chậu gỗ này, 300. Cáo 50.000 một ngọn. Đùi cáo các bạn. Còn bên này là đen rô da da. Đen rô da da này thì em bán với giá là 50.000 một chậu. Đấy, đen rô da da. Hoàng nhạn thì vẫn 120 một chậu các bác nhá, hoàng nhạn. Còn đây là semi quất trăng lách này, 600 một chậu. Còn đây là cây xanh thái. Xanh thái thì em bán là 600 một mẹ một con. Đấy, kiếm nhà em có khá là nhiều loại. Loại nào cũng hoa cũng ok hết, và loại ngon. Semi-gem 700 một chậu. Semi-gem em có mấy chậu thôi. Đây, hai chậu, có hai chậu semi-gem thôi. Cái quất trăng lách thì nó cây nó không được đẹp lắm, hay bị con dẹp nó ăn. Đấy, có cả xanh thái một thân này các bác này. Đấy, các bác nào ấy mua một thân về trăm cũng được đấy, có 500 một chậu. Đấy, xanh thái. Còn vàng cánh bầu Hải Phòng thì nhà em nhiều nhá. Lúc nào cũng có, giá của em bán chỉ có 350 một thân thôi, vàng cánh bầu Hải Phòng. Còn trắng cánh bầu Thái Nguyên thì em còn một thân này, 1,5 triệu này, bác nào sưu tầm là 1,5 triệu này. Đấy, trắng cánh bầu Thái Nguyên 1,5 triệu một thân.
còn đúng thân dài thôi. Còn đây vị hoàng này, đấy, thân nhỏ nhỏ này là 2,5 triệu này. Đấy, còn thân to này là 3 triệu, mẹ con này 3 triệu. Đấy, vị hoàng, chỗ vị hoàng hai thân đẹp hơn. Còn kiếm tiên vũ rừng, tiên vũ rừng Quảng Bình em bán 120 một cân. Đấy, kiếm tiên vũ rừng rất rẻ, có 120 là được một cân rồi các bạn, 100 thôi, em bán 100 một cân thôi. Đấy, 100 một cân thôi. Những cây này nó đã rụng lá hết rồi, nó bây giờ nó không còn rụng lá được nữa các bạn, thì là em thuần một thời gian 2-3 tháng rồi, 2-3 tháng nay thì nó không rụng lá nữa, giờ chỉ nó phát triển thôi. Bây giờ cứ bón phân vào nó lên. Đấy, tiên vũ rừng Quảng Bình 100 một cân. Bên này em đang trồng cát. Đấy, toàn bộ cát sổ em treo ở đây. Cát sổ còn bên ngoài này, khu ngoài này em đang bắt đầu ươm, tiến hành ươm ki các bạn. Đấy, ươm ki các loại phi điệp trắng đài hay là các loại trầm rồng đỏ đấy, bắt đầu ươm hạc vĩ trắng. Hạc vĩ trắng thì em bán 250 một bảng. Đấy, cái lúc này phi điệp gieo hạt em treo hết lên đây rồi, cho đẹp. Đấy, em treo hết những cái chậu phi điệp gieo hạt lên đây, bởi vì sau một thời gian ở trong bóng râm thì nó phát triển. Đây, trầm rồng đỏ này. Đấy, treo cao lên phát là phát triển ngay. Đấy, 120 một chậu. Cái lan này cứ treo cao lên là nó lại phát triển nhanh, không bệnh tật. Còn đây là cây xanh thái lá sần 200 một chậu. Đấy, xanh thái lá sần 200 một chậu. Còn đây là đen rô nắng 4N. Nắng 4N em chỉ bán với giá 65.000 một chậu thôi. Còn đây là cây vàng thái này. Cái này thì em trồng với bột dừa cho nên nó hơi chậm lớn. Rêu sâu lớn nhanh hơn. Đấy, mẹ con vàng cánh bầu Hải Phòng thì 400 các bạn. Đấy. Đây có mẹ con này. Thân là 300, mẹ con đây, mẹ con như này là 400 này. Các bác lấy chậu thuần em ở gần em gửi xe cho cả chậu cũng được. Đấy, mẹ con là 400. Ở đây có mấy cái kia. Đấy, còn đây là kia phi điệp của em. 15.000 một cái. Đấy, bên trong này em treo hết rồi. Chỉ còn để lại ít thôi. Đấy thôi. Đây là phan chí gieo hạt 80.000 một cốc. Còn xanh Huế là 70.000 một cốc. Mới còn ít vàng Quảng Bình thôi. Đấy. Còn ít vàng Quảng Bình thôi. Chục hơn chục cây với cả cây cánh bầu lưỡi hồng này. À, cây thủy trơn cánh bầu. Thủy trơn cánh bầu em bán là 50.000 một cốc. Còn có mấy cốc thôi. Đấy. Bên này có 2 giò cáo. Bác nào lấy cả 2 giò tính 200. Đấy. Giò này 2, 3, 4, 6, 7 cặp lá cơ. Đấy. Bác nào gần em gửi xe cho. Còn hai cái bác nào lấy lốt giúp em cho khỏi lạc đàn. Cáo thì em không mau cao lắm. Đấy. Đấy, còn các bác lấy phan chí hay là xanh Huế cơ. Những cái cốc đã trồng thuần lâu này thì cũng bảo em gửi chậm được. Đấy, cốc to này. Đấy, cây đang phát triển đẹp lắm mọi người. Nhìn chất luôn, mê luôn. Đây có một giò đùi gà nguyên bản này, 300. Đấy, bác nào có nhu cầu thì bảo em nhé. 300 một giò thôi, mầm đang lên chi chít luôn. Đùi gà dễ chăm lắm, không phải bón phân gì đâu. Cứ cho phơi nắng này là nó sống. Còn đây là kiếm thái gieo hạt này. Kiếm thái gieo hạt em bán 120 một chậu. 120 một chậu kiếm thái gieo hạt. Còn đây có một cây semi Quảng Ngãi này, 900. Còn đây là cánh bầu lưỡi hồng. Cánh bầu lưỡi hồng cũng 700 một thân. Đấy, kiếm. Đây là bên là vị hoàng. Đấy, vị hoàng lá láng này. Có cái này em tạm trồng đã, cái vị hoàng. Đấy, bên này thì là những chậu vàng cánh bầu nhỏ. Đấy, trầm rồng đỏ lên mơn mởn luôn các bạn này, sướng. 120 chậu. Đây là một cái dòng lô hội thân khủng, lô hội lai tiên vũ thân khủng.
100 khóm rồi. Thân của nó lá có thể đạt thế này các bạn. Dã man thật. Em có mấy cây thôi. 100 một khóm. Đây là trụ giớn là 15.000 một cái này. Bảng giớn là 15-60 là 18.000. Bảng giớn 15-40 là 15.000 một cái. Lấy nhiều, lấy từ 50 cái em sẽ bớt giá. Các loại vật tư em vẫn cung cấp đầy đủ. Đây, đây có cả tam thất này. Tam thất loại 7 củ một nặng này em bán là 800. Loại 6 củ là 900. Đấy. Đây là mắc mật khô này, 200 một cân mật khô này. Có mắc mật nằm gia vị này, ngọc cẩu này, 200. Nụ tam thất 600 một cân. Đây chè giả Cổ Lam 120 một cân. Chuối hột rừng là 100. Lấm hồng chi thì có loại lấm hồng chi Thái là 300. Lấm hồng chi nguyên cái là 250. Đấy, còn đây là các loại dao. Đấy. Dao với cả các loại chậu chậu nhựa. Đấy. Rất cảm ơn các bác.